tự động nó lên, trứng vịt, trứng gà nó cũng lên, cái gì nó cũng lên theo, tôm khô, tôm khiết gì nó cũng theo lên. Mà những cái hàng ăn uống nó theo cái đà nó lên, một tô 10.000 đồng, 20.000 đồng một tô. Những cái mặt hàng của Trung Quốc á, mà bây giờ nó không, bắt đầu nó đồn đồn là ngân không nhập qua, là bắt đầu theo đà lên cứ 10.000 đồng, 15.000 đồng một kilo. Ví dụ giá bữa trước là 10.000 đồng, bây giờ lên 20.000 đồng. Tỏi 35 mà lên 45, 50. Là những cái tỏi Trung Quốc rồi đó, có biết không? Đó là quyền người ta, mà do quản lý thị trường, do chờ rồi không quản lý chặt thôi chứ. Giá cả leo thang khiến tác động không ít đến chi tiêu của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những hộ gia đình thu nhập thấp hoặc công nhân, lao động. Bởi lẽ khi giá các mặt hàng tăng, thì giá cả tại các hàng quán ăn uống cũng tăng theo, mất kiểm soát. Thấy cơm bún phở là lên giá rồi đó. Do là thịt nó mắc quá. Tôi hủ tiếu bình thường cô ăn 15 hơi chục mà. Bây giờ rồi cô ăn tới 30. Không có giảm, ăn không có giảm, ăn uống không có giảm. Nhưng mà mình nghĩ là thôi Tết mà mình cho qua mấy ngày này mình cũng không nói làm gì. Chứ thật sự ra là mắc. Có mấy chỗ, có một vài chỗ du lịch ấy thì cũng lợi dụng cái dịp Tết này để lên giá. Ngoài chợ đồ 3 ngày lễ thì người ta chặt chém rồi đó. Khách du lịch đồ thì người ta mới chặt chém. Chỗ nào cũng lên hết á, không có phải là riêng một chỗ. Nhưng mà có những cái là nó lên cao quá thì mình không có ăn nổi. Còn là đi ăn một tô phở người ta lấy thêm tiền phụ thu một tô 5.000. Giống như trái cây sáng nay bình thường, như là giá trái cây với bông là sáng nay còn cao hơn cả ngày trong Tết. Làm thì lương đâu lên bao nhiêu đâu. Giống như ngày đó mình làm chừng đó là chừng đó, mình cũng không có lên được nhiều. Nhưng mà cái ngày nào mình cũng phải ăn thì thay vì mình mua 50.000, ngày đó mình theo nguồn tin từ báo Lao động, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2020 tăng khá cao ở mức 1,23%, là mức tăng cao nhất của chỉ số giá trong 7 năm gần đây. Nguyên nhân được cho biết là do giá thịt heo tăng 8,29% so với tháng 12 năm 2019 và vẫn đứng ở mức rất cao. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang quay trở lại khi tại Nghệ An đã công bố tiêu hủy 87 con lợn. Chưa kể dịch cúm gia cầm H5N1 đang bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam. Các đợt dịch đang xảy ra liên tục, liệu có đưa giá tiêu dùng tăng hơn hay giảm nhiệt? Liệu chính phủ sẽ có những biện pháp bình ổn giá để đưa cuộc sống của người dân trở lại mức sinh hoạt bình thường? Đó là chưa kể hiện nay, khi dịch coronavirus đang tiếp tục tăng. Việt Nam đã ngừng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc khiến nhiều mặt hàng Trung Quốc tăng vọt giá. Hàng hóa Trung Quốc không nhập về, thị trường giá cả nội địa tự khắc tăng theo. Vòng quay tăng giá cứ thế chạy, khó cưỡng lại được. Trung Quốc đóng cửa khẩu nè, hàng sắp lên nè, đó là họ bảo vậy đó. Dù cả hàng của ba này, khoai lên này, hành lên này, cửa khẩu người ta đóng rồi nè, không có cho hàng nhập nữa. Cho nên cái hàng mình là họ đổ giá lên hết, giá cao. Nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều đó. Thí dụ giờ cái người mà giá cả nó tăng thì cái người tiêu dùng người ta giảm lại. Rồi nó lôi kéo luôn cả tiểu thương ở chợ này cũng ăn theo là bị luôn. Nó giảm bớt lượng khách luôn. Ba mua hà thì ba bằng rẻ. Còn ba mua đắt quá thì ba phải đốn giá lên. Vậy thôi, ba lắng ảnh hưởng. Nhưng mà mình hơi khó bán. Khi thì rẻ, khi thì đắt. Nó như cái giá mà cao cô bán rất là khó. Cô thích lại bán, cô thì bán cái giá cũ thôi. Chứ bán giá mới thì cũng không tí nào. Tại mình sống nhờ du lịch, nhờ bà con tiêu dùng, mà bà con tiêu dùng mà thí dụ mắc quá thì năm sau người ta không lên nữa thì mình cũng mất cái lượng khách chứ. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã từng cho biết trong một bài viết trên Kinh tế Đô thị về áp lực kiểm soát lạm phát năm 2020 rằng việc quản lý và điều hành giá cả nói riêng, kiểm soát lạm phát năm 2020 nói chung sẽ phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với mấy năm gần đây. CPI và lạm phát không chỉ là kết quả của sự vận động hay quản lý, điều hành thị trường giá cả, mà còn là hệ quả tất yếu của các chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó nổi bật là chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Còn theo Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, thì nhận định sau cú sốc giá thịt lợn tăng hơn 50% trong quý 4 năm 2019, triển vọng kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm 2020 đã không còn chắc chắn.